nhận giải thưởng tự do báo chí quốc tế 2018 của CPRI. Từ ngày 13 tháng 11 năm 2018, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã có chuyến đi vận động nhân quyền ở hai thành phố Washington và New York của Mỹ. Sau đó, ngày 21 tháng 11, Quỳnh đã được Ủy ban Bảo vệ Ký giả CPRI trao giải thưởng tự do báo chí quốc tế 2018. Nhân đó, một số tổ chức, cá nhân chống đối đã liên tục đưa tin về cuộc vận động để xây dựng hình ảnh cho Quỳnh, đồng thời công kích chế độ. Qua tìm hiểu, được biết, từ khi Nguyễn Ngọc Như Quỳnh còn đang thi hành án trong nước, tổ chức mạng lưới blogger Việt Nam mà Quỳnh tham gia sáng lập đã vận động CPRI trao giải thưởng tự do báo chí quốc tế 2018 cho Quỳnh, vận động tổ chức ACAT đòi thả Quỳnh, tổ chức thăm nuôi Quỳnh, làm giấy tờ bảo lãnh cho Quỳnh và gia đình với sở di trú Mỹ. Sau khi Quỳnh được sang Mỹ tị nạn vào ngày 18 tháng 10, hai tổ chức mà Quỳnh giữ vị trí quan trọng là mạng lưới blogger Việt Nam và Dân Làm Báo liên tục đưa tin về các hoạt động của Quỳnh. Ngoài ra, một số đài nước ngoài phát sóng bằng tiếng Việt như VOA, RFA, BBC cũng tham gia tường thuật. Theo đó, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã tiến hành được vận động nhân quyền này dưới tư cách thành viên mạng lưới blogger Việt Nam. Trong chuyến đi, Quỳnh đã thăm tòa soạn của 4 cơ quan truyền thông Mỹ là The Washington Post, VOA, RFA, NBC, thăm văn phòng của hai thượng nghị sĩ Mỹ là Marco Rubio và James McGovern, gặp và trao đổi với một số đại diện ngoại giao của EU và Mỹ. Ngoài ra, Quỳnh cũng tiếp xúc thân mật với hai tổ chức hải ngoại từng ủng hộ mình là Trường Việt ngữ Thăng Long và nhóm Việt Tun. Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã dùng đợt vận động này để gửi 5 thông điệp đến Mỹ và quốc tế. Thứ nhất, Quỳnh cho rằng Trung Quốc cố tình cho nhà máy thép Formosa xả thải để chiếm biển Việt Nam, cho rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trung thành tuyệt đối với Trung Quốc và rằng Mỹ cần can thiệp để bảo vệ chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông. Thứ hai, Quỳnh đề nghị Mỹ gây sức ép với nhà nước Việt Nam và công ty Facebook để phản động các quy định của luật an ninh mạng. Thứ ba, Quỳnh đề nghị Mỹ và EU hỗ trợ tài chính, đào tạo cho các tổ chức chống đối và tham khảo quan điểm của các tổ chức này khi xây dựng chính sách đối ngoại với Việt Nam. Thứ tư, Quỳnh kêu gọi Mỹ và các tổ chức quốc tế lên tiếng đòi thả Trần Thị Nga cùng các đối tượng đang thi hành án khác. Thứ năm, Quỳnh đề nghị Mỹ áp dụng luật Magnitsky để trừng phạt các quan chức Việt Nam vi phạm nhân quyền. Đáp lại đề nghị này, văn phòng thượng nghị sĩ Marco Rubio đã đề nghị Quỳnh và mạng lưới blogger cung cấp danh sách các quan chức Việt Nam có biểu hiện vi phạm. Sau khi xem xét sự việc, chúng tôi nghĩ giới dân chủ không nên vội mừng trước chuyến đi của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Giật một giải thưởng nhất thời thì dễ, được người Mỹ và người Việt tin tưởng một cách lâu dài mới khó. Khi Quỳnh tuyên bố rằng Trung Quốc cố tình cho nhà máy Formosa đầu độc người Việt để cướp biển đảo, bà đã tỏ ra yêu thích các thuyết âm mưu, nhiều ảo tưởng hơn là lối đưa tin khách quan, thực chứng mà truyền thông phương Tây đánh giá cao. Trong khi đó, đa số người dân trong nước không hâm mộ một người đồng ý sang Mỹ tị nạn, đồng ý khoác lá cờ ba sọc đỏ để được ra tù sớm. Như vậy, trước mắt, Quỳnh chỉ có thể lãnh đạo cộng đồng cờ vàng hải ngoại, trong khi cộng đồng này đã có quá nhiều lãnh đạo rồi.